Điểm máy ngăn lương xin chào tất cả các bác Ngày hôm nay em sẽ làm một cái video phân tích một số lưu ý khi lựa chọn sản phẩm máy điều hòa sử dụng trong gia đình các bác nhé Một số vấn đề cần lưu ý như là nên mua máy điều hòa ở đâu, lựa chọn công suất như thế nào là hợp lý Và nên lựa chọn sản phẩm có thương hiệu lớn hay sản phẩm thuộc phân khúc bình dân Ok, chúng ta sẽ đi vào từng vấn đề một các bác nhé Vấn đề đầu tiên ấy, chúng ta nên lựa chọn sản phẩm máy điều hòa ở đâu Sản phẩm máy điều hòa được phân phối ở các trung tâm lớn hay các cửa hàng nhỏ lẻ thì nó hoàn toàn không liên quan gì đến chất lượng của sản phẩm các bác nhá. Thì tất cả các điều hòa của cùng một thương hiệu thì có đều có chất lượng như nhau, đều sản xuất trên một dây chuyền công nghệ như nhau và được uh, kiểm duyệt về chất lượng sản phẩm rất là kỹ càng trước khi đưa ra ngoài thị trường các bác nhá. Vì thế um, sản phẩm máy dù bán ở trung tâm lớn như Điện máy Xanh hay là các cửa hàng nhỏ lẻ thì chất lượng đều như nhau các bác nhá. Cái điểm khác biệt lớn nhất ở đây là các sản phẩm mà được uh, bán ở các trung tâm kinh doanh lớn và các cửa hàng, cửa hàng nhỏ lẻ là nó sẽ tranh nhau về mức giá vì các sản phẩm mà khi được bày bán ở các trung tâm kinh doanh lớn thì nó sẽ phải chịu một khoản phí dịch vụ như là phí mặt bằng, phí nhân viên vì thế mức giá nó thường tranh cao hơn so với các sản phẩm được bán ở các cửa hàng nhỏ lẻ ở các cửa hàng nhỏ lẻ thì cái mức chi phí về dịch vụ nó sẽ thấp hơn vì thế là bán sẽ tốt hơn các bác nhé và ở các trung tâm kinh doanh lớn ấy họ sẽ họ cũng không nuôi nhân viên để đi lắp đặt cho khách hàng và khi đến mùa lắp điều hòa ý, thì họ sẽ liên kết với uh, đội thợ ở bên ngoài để lắp đặt cho khách hàng. À, vấn đề còn lại là uh, người thợ lắp đặt um, máy điều hòa cho khách hàng, họ chuyên môn uh, có tốt không? À, khi xử lý các mối hàn đồng họ có hàn kỹ không và có hút chân không kỹ hay không? Um, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng vận hành của máy cũng như là tuổi thọ của máy các bác nhé. Và tất cả các dòng máy trên thị trường các uh, thương hiệu. Họ đều yêu cầu lắp đặt đủ 3 mét ống đồng trở lên các bác nhé nó sẽ đủ điều kiện để bảo hành cũng như là đảm bảo máy vận hành được một cách tối ưu nhất các bác nhé khi lắp đặt không đủ 3 mét dây đồng ấy thì cái khoảng cách giữa cục nóng và cục lạnh nó quá gần nhau khi ừ, thế vì thế khi vận hành sẽ cũng tạo ra tiếng ồn lớn các bác nhé và khi hút chân không 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 kỹ thì máy vận hành cũng sẽ ồn nếu không lắp đủ 3 mét dây đồng ấy thì cái đường hồi ga của nó sẽ không đảm bảo cái độ dài thì máy nén nó sẽ không được nghỉ các bác nhé nó sẽ phải vận hành liên tục thì nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy nén cho nên là tất cả các hãng cũng như là các nhà sản xuất họ đều yêu cầu là lắp đặt đủ 3 mét dây đồng trở lên các bác nhé vấn đề thứ hai chúng ta nên lựa chọn máy có công suất như nào là hợp lý nên lựa chọn dòng máy inventor hay dựa dọn dòng máy cơ bản tiêu chuẩn đối với các bác sử dụng máy uh, liên tục trong ngày uh, ở các địa điểm như là văn phòng cửa hàng Uh, hoặc là gia đình mà muốn sử dụng uh, thời gian dài trong ngày ví dụ từ sáng đến tối thậm chí là 24 trên 24 thì chúng ta nên lựa chọn dòng máy Inventor các bác cái dòng máy Inventor ấy nó sử dụng bo mạch trong quá trình sử dụng khi chúng ta cài đặt nhiệt độ khi máy đã chạy đạt nhiệt độ mà chúng ta cài đặt đấy thì máy sẽ cái đối với dòng máy Inventor thì cái bo mạch nó sẽ điều chỉnh cái máy nén um, chạy ở mức nhỏ nhất đảm bảo cho các bác là duy trì được nhiệt độ chúng ta cài đặt vì dễ sử dụng thời gian dài trong ngày thì sẽ đảm bảo máy tiêu tốn điện ở mức thấp nhất các bác nhé Còn đối với các bác sử dụng với mục đích trong gia đình chỉ ngủ, ví dụ một ngày chỉ sử dụng khoảng 4-5 tiếng khi ngủ thôi, buổi tối hoặc là buổi trưa thì sử dụng khoảng 4 đến 5 tiếng một ngày thôi thì chúng ta nên sử dụng dòng máy cơ bản, dòng máy tiêu chuẩn các bác nhé Cái ưu điểm của dòng máy cơ bản, dòng máy tiêu chuẩn là khi khởi động máy, máy sẽ kéo tua ở công suất lớn nhất, vì thế sẽ làm mát phòng rất là nhanh, nhanh chóng đạt cái nhiệt độ mà chúng ta cài đặt đấy. Thì máy sẽ có thời gian nghỉ ngơi các bác nhé. Và khi mà máy đã đạt cái nhiệt độ chúng ta cài đặt đấy, thì máy nén sẽ nghỉ. Lúc này thì sẽ chỉ có mặt lạnh hoạt động và nó có tác dụng như một chiếc quạt gió, vì thế sẽ không thể tốn điện đâu các bác nhé. Vì thế nếu chúng ta sử dụng thời gian ngắn trong ngày thì Lời khuyên của em là nên sử dụng máy cơ các bác nhé. Nên sử dụng uh, máy có công suất dư so với diện tích của phòng hay sử dụng uh, máy uh, vừa với diện tích của phòng. Uh, theo kinh nghiệm của em ấy, thì các bác nên lắp máy có công suất dư so với diện tích của phòng. Vì máy có công suất dư ấy, thì sẽ nhanh chóng đạt được cái nhiệt độ mà chúng ta cài đặt. Uh, khi đạt nhiệt độ cài đặt thì uh, máy nén có thời gian nghỉ. Khi chúng ta lắp máy có công suất vừa với diện tích. Hoặc nhỏ hơn với diện tích Tức là công suất nó đang bị thiếu đấy các bác Thì trong cái thời tiết mà nắng nóng cao điểm Hoặc là cái phòng đấy Có thời gian bị nắng chiếu trong ngày lớn Thời gian máy đạt đến cái nhiệt độ chúng ta cài đặt Sẽ rất là lâu hoặc là không đạt đến nhiệt độ chúng ta cài đặt Lúc này máy sẽ chạy liên tục không có thời gian nghỉ Thì cái tuổi thọ máy sẽ không được cao các bác nhé Nếu chúng ta lắp máy có công suất mà thiếu so với diện tích của phòng ấy máy sẽ không được nghỉ máy chạy liên tục và sẽ gây ra vấn đề tốn điện các bác nhá thì lúc này cái 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 công dụng của máy inventor nó sẽ không còn nó còn thậm chí nó còn tốn điện hơn cả máy cơ và đối với những thương hiệu thuộc phân khúc bình dân ấy thì máy công suất 9.000 và công suất 12.000 nó không chênh nhau nhiều các bác nhá loanh quanh đâu đó chỉ khoảng một triệu đồng thôi và cái vấn đề thứ ba chúng ta nên lựa chọn sản phẩm có thương hiệu lớn thương hiệu lâu năm hay thương hiệu thuộc phân khúc bình dân vấn đề này thì đối với các bác có tài chính tốt à, không cần phải à, suy nghĩ khi à, đưa ra quyết định mua máy thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng máy có thương hiệu lớn lâu năm trên thị trường như là pana daikin thì cái đấy thì quá là tốt rồi các bác nhé còn đối với những bác mà tài chính phải cân nhắc khi đưa ra lựa chọn à, quyết định mua một sản phẩm máy điều hòa thì chúng ta có thể lựa chọn um, máy thuộc phân khúc bình dân những dòng máy thuộc phân khúc bình dân thì cũng đều được sản xuất bởi những thương hiệu uy tín à, cũng có thâm niên trên thị trường cũng có nhiều mẫu mã như, như là Casper, Naga hoặc là Funiki à, và chế, chế độ bảo hành của họ cũng lên đến 2 năm, 3 năm tùy vào dòng máy và từng thương hiệu. Vì thế các bác hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng. À, trên đây là một số chia sẻ của em về kinh nghiệm khi lựa chọn một chiếc máy sản phẩm điều hòa dành cho gia đình. Nếu các bác thấy hữu ích thì có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký. Ok, cảm ơn xin hẹn gặp lại các bác ở những video khác.